thực hiện nhiệm vụ xây dựng các trung tâm điều khiển xa và các trạm biến áp không người trực trên lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc khởi công dự án trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực tỉnh Hà Giang, tổng vốn đầu tư gần 11 tỷ đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trung tâm điều khiển xa được đầu tư lắp đặt các thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và phần mềm thu thập giám sát, điều khiển và phân tích lưới điện tỉnh Hà Giang tại công ty địa lực Hà Giang. Tại các trạm biến áp, dự án tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống thu thập dữ liệu, các trạm biến áp 110 kV ở huyện Yên Minh, Vị Xuyên, Xín Mần kết nối và chia sẻ dữ liệu về trung tâm điều khiển xa Hà Giang, trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc và trung tâm giám sát dữ liệu của Tổng công ty địa lực miền Bắc. Toàn bộ các thiết bị được điều khiển từ xa qua hệ thống mạng viễn thông dùng riêng, bảo mật tuyệt đối, và đảm bảo vận hành an toàn cho con người và thiết bị. Việc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đưa vào vận hành trung tâm điều khiển xa, phát triển lưới điện thông minh cho Hà Giang cũng như các tỉnh vùng biên giới sẽ thúc đẩy công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước góp phần giữ vững an sinh xã hội, an ninh năng lượng và an ninh quốc phòng. Thành công của dự án có ý nghĩa thiết thực chào mừng đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ 22 và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa, tự động hóa lưới điện miền Bắc.